qua giờ bị khịa miết thôi. Tao là cái bản mặt tao ấy để cho chúng mày khịa hả? Tức gần chết. Tao nói nó tức gần chết luôn. Cụ thể là hồi hôm qua mình đi doanh trại và làm nhiệm vụ Trung úy Trắng. Thì mình là cái người giết Trung úy Trắng mà. Người mạnh nhất game mà, quên, người mạnh nhất bang hội mà. Mình là cái người giết Trung úy Trắng. Và tất cả các thành viên trong BT, trong bang hội đều xong nhiệm vụ Trung úy Trắng. Chỉ có riêng mình là không. Riêng mình là ngoại lệ không xong nhiệm vụ. Con mẹ nó tức gì đâu mà nó tức ạ. Từ từ ra tí nữa mình kể cho, tí nữa mình kể cho. Bây giờ hiện tại bây giờ mình đang bị khịa. Mình đang bị khịa. Mình đang bị khịa là còi Trung úy. Ý mình là cái còi Trung úy Trắng không xong nhiệm vụ. Mình đang bị khịa qua giờ rất là tức luôn. Ăn không ngon, ngủ không yên. Rất là cay cú anh em à. Thôi anh em tham gia group của mình đi, group Ngọc Rồng Online Share 10 này. Mình có để cái link ở bên dưới phần mô tả nhá. Và đồng thời là mình có để cái link ở bên dưới phần comment á. Đấy, thì anh em tham gia group Share 10 này của mình nhá. Không chơi cũng phải tham gia, tại vì sao ạ? Hóng phốt anh em, hóng phốt, hóng đập nhau. Hay lắm anh em à. Mà không chơi cũng được, tham gia cũng vui mà. Và đặc biệt nếu anh em chơi tham gia group này, nhiều ưu đãi cực kỳ. Anh em có thể bán sao vale tiềm năng sức mạnh với giá cực kỳ cao, 400-500 ngàn một viên. Anh em có thể bán sao vale hút máu giá cực kỳ cao, 700 ngàn một viên. Ngọc Rồng 6 sao cũng có thể bán được. Đó, cái gì cũng có thể bán được, cái gì cũng có thể mua được. Tham gia group của mình, bên dưới phần mô tả, tự do ngôn luận, thoải mái luôn anh em nhé. Nói chung là anh em cứ thoải mái mà chơi, vào group của mình là sẵn sàng chào đón toàn bộ anh em. Đấy thì anh em tham gia group của mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện mà hôm qua mình không win danh trại, cay cú gần chết anh em ạ. Hôm qua đi danh trại, tao nói nó quê gì đâu, quê một cục luôn á. Đáng chi là bây giờ là mình qua tương lai từ hồi hôm qua mình bắt đầu đi Úc rồi. Mẹ là đợi anh em từ, đáng chi là mình đi danh trại được từ 2 giờ chiều. Mình đợi anh em tới 10 giờ đêm mình mới đi. Gọi là tình nghĩa anh em á, sống chết có nhau á, đợi anh em trong doanh trong bang hội á, 10 giờ mới đi. 10 giờ đêm đi, cuối cùng mình đéo hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi thề luôn, tức gần chết luôn á. Và mình có đăng một cái tớt gọi là chuyện buồn đừng thả ha ha, mà anh em khịa mình toàn thả ha ha thôi. Tận tới 387 like đây này. Đấy, anh em toàn thả ha ha, 100 gần 200 người thả ha ha. Tao nói anh em mẹ khịa mình qua giờ. Ôi anh còi, do anh còi nạp ít lắm. Do anh còi nạp ít quá, youtuber gì nạp ít thế. Rồi thì anh còi Trung úy. Ôi đúng là anh còi Trung úy. Trời ơi nó khịa gì đâu, hôm qua đây này. Đấy, cụ thể là mình đi xong. Lúc đó là mình đang top 5 anh em ạ. Và mình đi xong mà mình không vượt qua nhiệm vụ Trung úy là mình biết thừa là mình sẽ bị out top rồi. Mình sẽ bị out top rồi, rất là tức giận. Thì lúc đó kiểu mình rất là tức luôn á. Lúc mà mình đi á, mình không hiểu lý do tại vì sao mà mình thua được cái danh trại, mình rất là tức luôn. Mình kiểu là mình tính là bán hết đồ vào shop, quay clip cho anh em xem, bỏ hết cải trang á. Nhưng mấy anh em nó cản quá anh em ạ. Mấy anh em nó cản quá. Nó kêu là anh em tin tưởng anh vẫn có thể leo lại top được mà, rất là cay luôn. Và lúc đó là cái kiểu là thằng em nó cản lại mình không bán đồ rồi. Nhưng mà mình quyết tâm là phải lên trụ sở Temobi để gặp admin để giải quyết tại vì sao mình có trong danh trại. Mình đi mà tất cả người trong PT đều hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ có riêng mình thì không. Mình tính đi lên trụ sở Temobi rồi. Mà ra bạn tát cái tỉnh anh em. Cái xong vô ngồi máy tính tiếp. Và bây giờ có mặt ở đây để làm clip cho anh em xem này. Đấy. Đùa chứ lúc mà mình đi danh trại mình win danh trại rồi mình không hoàn thành nhiệm vụ á. Lúc đó mình cũng có gọi cho admin. Cái admin nó kêu là thôi được rồi tao cộng cho mày 2 tỷ sức mạnh để mày lấy cái top 1. Có chuyện gì rồi sau này tính sau chứ mày đừng có gọi là làm lớn chuyện lên. Admin không được gây thiệt hại nhiều cho admin. Thì mình trong thâm tâm mình nghĩ vậy anh em ạ. Chứ thực chất có cái đầu buồi. Đấy. Thâm tâm thôi, đó là thâm tâm mình thôi. Nói chung là hôm qua cay. Cay rất cay luôn. Lúc đó bực thực sự luôn, lúc đó cay thực sự luôn á. Mẹ là đi xong đi danh trại xong mẹ đéo win cay như con chó luôn đấy chứ. Mẹ đợi 2 ngày để đi mà. Đợi 2 ngày để đi chỉ là một phần thôi. Đợi anh em từ 2 giờ chiều tới 10 giờ đêm mới bắt đầu đi. Mẹ cuối cùng đéo đi đéo win. Đi đéo hoàn thành nhiệm vụ. Và cuối cùng anh em biết sao không? Tất cả mọi người qua tương lai Úc. Tất cả mấy thằng top qua tương lai Úc. Còn mình đứng ở bên Đông Karin đánh quái 12k máu. Ta thề nó nhục. Ta thề nó nhục đúng một cục luôn. Mẹ không biết có phải cái tên còi ốc tiêu nó không. Mình tính là mẹ đổi tên kênh YouTube thành nhục. Nhục 9 năm 7 rồi. Nhưng mà anh em nó cản quá, cũng tính bỏ xe 10 rồi, anh em nó cản quá. Thôi thì mọi người lỡ rồi, chơi tiếp anh em ạ. Nên anh em cũng kêu là, thôi chấp đi, chấp người ta đi. Mình nghĩ cũng đúng, bây giờ mình chấp người ta cũng được. Mà chấp cái mẹ gì nữa. Bây giờ mình đang ở Đông Karin, người ta qua bên tương lai với câu lơ chơi rồi. Đấy, thì sáng nay mình cũng có đi danh trại đấy anh em ạ. Sáng nay mình có đi danh trại rồi. Thì mình đáng chi là hôm qua mình đi được danh trại là giờ mình xong nhiệm vụ. Mình qua con mẹ nó câu lơ rồi, bên đó câu lơ, tranh top nó dễ. Bây giờ mình vẫn đứng ở bên Đồng Karin nó trời vậy đó. Má nó tức.
nghĩ lại nó tức ọc máu luôn á, thề luôn. Mà hôm qua mình lúc mình đang tức á, mình có kêu với thằng em là kích hết tất cả những thành viên trong BT đi, xong rồi kẹp ạc nam ấy để mà úp cho mình ở bên quái 12k, thì mình kích trúng một cái thằng mà chưa làm nhiệm vụ danh trại, nó mới vào BT được tầm một ngày, thì nó mất một ngày nữa đi danh trại nhờ mình kéo, mình kích nhầm con mẹ nó mất, thề luôn, lại chuyện thêm chuyện, nó giận, xin lỗi chết mẹ luôn đấy anh em. Anh em phải hiểu là tiền nó quan trọng, tình cảm anh em nó quan trọng hơn. Đi xin lỗi chết mẹ luôn, lỡ kích nó sắp đi được danh trại rồi, lỡ kích nó có tầm ngày hôm sau là đi được danh trại rồi, lỡ kích nó xin lỗi chết mẹ luôn nó mới bỏ qua anh em à. Mình kêu là lúc đó là mình cay cú quá đi, xong rồi mình mới kích nó, mình lỡ tay đó, kích nó cái xong xin lỗi mãi nó mới bỏ qua. Thì anh em nào mà chơi xe 10 tham gia Ngọc Trọng Online xe 10 nhá, bây giờ mình sẽ vào làm clip cho anh em xem để xem mình top mấy nhá. Cái thằng mà hôm qua được câu lơ, cái thằng mà không vượt qua được nhiệm vụ danh trại chán. Thì cái lúc đó mình đi danh trại mà mình không win á, thì ngày hôm sau mình đi win luôn anh em ạ. Thì ngày hôm sau mình đi là phải win chứ, chắc chắn rồi. Mẹ bị lần đấy chứ, bị miết. Để anh em cả khịa, mày coi trung úy mẹ cả ngày, tức gần chết. Nói chung là mình 7 tối mình 7 sáng hôm sau mình đi danh trại lại, mình win. Xong rồi mình đi qua bên Fize, mình làm nhiệm vụ. Cái bây giờ mình qua được tương lai đấy anh em ạ. Qua được tương lai thì mọi người chỉ cần xong nhiệm vụ tiểu đội sát thủ thôi anh em nhá. Đấy, nhiều anh em cứ tưởng là xong nhiệm vụ Fize mới qua được tương lai, không phải. Tới nhiệm vụ Fize là qua được tương lai rồi, là mọi người có thể qua sale để úp đây này. Mình đang úp ở sale này anh em, sức mạnh hiện tại của mình nhá, cập nhật tí cho anh em xem là sức mạnh hiện tại của mình là 3.2 này, nhiệm vụ là robot sát thủ anh em nhá. Mẹ nè, bây giờ kiểu như là mình bị xịt cái nhiệm vụ doanh trại á, xịt cái nhiệm vụ trung úy trắng á, bây giờ kiểu bị thọt anh em, bị thọt cái bây giờ là không qua được câu lơ, bị bọn nó kẹp nhiệm vụ á. Mà không sao hết, chơi gọi là đam mê lỡ rồi. Lỡ cái bước đường cùng này rồi. Mẹ đúng là câu chuyện đầy bi thương. Mẹ tức, hôm qua tức. Thầy tức chết mẹ luôn anh em. Thì mình đang mang cái găng Zafico cộng với set đồ vẫn như vậy thôi anh em. Set đồ của mình là vẫn như cũ thôi anh em ạ. Set đồ là vẫn bình thường thôi. PT của mình là có thằng 3 tỷ rưỡi này. Đó, nói chung là bây giờ mình sẽ đi qua xem để coi mình đang top bao nhiêu anh em nhá. Qua giờ chạy dạo chơi miết à, kiểu như là không qua được không xong nhiệm vụ trung úy á, chạy dạo chơi miết à. Bây giờ bị thọt lắm này anh em. Đấy, nhiệm vụ của mình bây giờ mình cũng đang đứng ở top 18 luôn rồi. Top 18 vẫn được rồi, không xong nhiệm vụ trung úy mà. Bây giờ xong sức mạnh mình vẫn đang top 7 anh em. Đấy, mình vẫn đang top 7. Má vẫn top 7 là may rồi. Anh em biết sao không? Hôm qua giờ toàn đi dạo đi chơi mà. Má toàn đứng trong nhà này, xong rồi đi dạo chặt thế giới thì bị bọn nó chặt thế giới phun mẹ rồi. Mẹ toàn lũ lừa đảo chặt thế giới, mẹ phun mẹ hết rồi. Anh em nhớ tham gia group của mình, bên dưới phần mô tả có link nha. Tham gia group của mình vui lắm anh em ạ, không phải là riêng về game không đâu, vui lắm. Nói chung là bây giờ là mình cũng úp được tới đây rồi. Là mình quên cho anh em xem kỹ năng của mình nhá. Mình là chim 7 nhá, liên hoàn 7 nhá. Đấy, khiên thì mình chưa cần anh em ạ. Mình chưa cần. Nói chung là bây giờ mình cũng khá là ổn đấy anh em. Bây giờ mình đi ăn cuồng nộ xong rồi mình đi đánh quái là được rồi. Đi đến tương lai này. Đó, lên đến tương lai cái đổi màn hình liền đó, tự động đổi màn hình anh em ạ. Xịn chưa? Đấy. Qua tương lai bây giờ mình có thể úp ở tương lai đỡ anh em, đỡ. Mình có thể qua được map 2, map 3 nhá. Ở bên tương lai thì bây giờ mỗi khu có một người thôi anh em, mỗi khu có một người à. Đó, bọn nó đang đi làm nhiệm vụ á. Bọn nó đang đi đánh quái á, cũng ít người lắm. Qua câu lơ thì được khoảng tầm dưới 10 người thôi anh em. Này map 2 anh chả có ai này, mình thích úp map nào cũng được anh em. Thích ở map nào cũng được. Đó, map 3 thử coi. Map 3 thì đây, mình đến robot sát thủ này. Map 3 chẳng có ai anh em ạ. Nói chung là ít lắm, hiếm người lắm. Thôi mình đứng ở map 2 đi, mình đứng map 2 úp chơi cho vui. Ấy, ôi giời, đúng anh em luôn này. Con sen này nó kiểu là nó sẽ nhận ra mình chính là anh em của nó và nó không đánh mình đó. Đấy, thôi, nói thế thôi, úp thôi anh em ơi. À, đánh phát 30 mấy ca tiềm năng. Mẹ, máu chiến vãi cứt ra. Đó, ăn cuồng nộ vào chứ anh em. Mình có cuồng nộ mà lại. Không xài nó hơi bị phí cái cuộc đời. Rất là nhiều anh em xin cuồng nộ, xin một cái cuồng nộ để làm nhiệm vụ. Có cái nịt. Mê thiệt luôn á. Đùa chứ anh em thằng nào không xin thì lấy đâu mà cho. Mình xin được có mấy cái à. Khổ sở lắm chứ anh em, có phải cứ tưởng giỡn đâu. Nói chung là cũng cố gắng úp anh em, cố gắng úp cho bằng bạn bằng bè. Hôm qua mình bị thọt á, chứ không bị thọt bây giờ mình cũng lên được rồi. Nhưng mà mình như vậy là mình thấy cũng ok rồi đó. Như vậy mình cũng thấy ok rồi, sức mạnh của mình nhiêu đây, 3 tỷ mấy à. Hơi non hơi hèo, chắc là không được như anh em trong kênh mơ tưởng rằng thằng còi sẽ thế này thế kia, nhưng mà thôi cũng được, lỡ rồi. Hồi sáng nay mình có nghe cái thông tin là thằng top 1 nó làm cái găng vàng Zelot 3 triệu Việt Nam đồng, ghê thật.
có một 150 triệu vàng là 3 triệu Việt Nam đồng anh em. Server này á, hiện tại á đó, nói chung là anh em là giá vàng ở server này hiện tại đang rất là cao, giá vàng chua chua chát luôn á. Mình úp ở map này tiềm năng do cao, có vệ tinh sẵn này đó. Nói chung là tạm thời cứ treo như thế này đấy anh em ạ, tạm thời treo như thế này đó, cứ từ từ lai rai, không phải vội gì hết, vội làm sao mà được được đấy. Hai thằng em của mình nó vẫn đang 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 gọi là đợi đủ 2 ngày để đi danh trại, thằng Long với anh Khanh á. Nói chung là anh em mình vẫn đang rất là vất vả và cày. Nói chung là sơ sơ về con nạc của mình là ốc trâu 957 là hiện tại là 3 tỷ mấy tiềm năng nha. À, vẫn cay cú cái vụ hôm qua đi không win được danh trại. Mẹ thề nhỏ đéo chịu được ra. Thề lúc đó kiểu vậy cười, chỉ biết cười thôi. Và đăng tớt là kêu anh em là chuyện buồn đừng thả ha ha. Mà anh em cứ thả ha ha, thề. Má thề hôm qua đúng cay thật, đúng cay thật. Đúng cay thật luôn. Thì anh em nhớ tham gia group share 10 bên mình bên dưới phần mô tả nhá. Bên dưới comment mình cũng có để đó. Group mình vui lắm, group của mình vui lắm. Không phải group như mấy group kia đâu. Đó, group của mình vui vẻ, hòa đồng, kiếm ăn, mua bán, được hết. Tất tần tật, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thằng Long với anh Khanh hiện tại nha. Còn ạc của mình thì mọi người biết rồi nha, mình cập nhật vào lúc là 3 giờ 33 phút 33 giây 33 nháy chiều nay là mình đang ở sức mạnh, ngưỡng sức mạnh là 3 tỷ 3 anh em nha. Một ngưỡng sức mạnh tạm chấp nhận được ha. Ừ, tạm chấp nhận được đi. Nhiệm vụ của mình đang là robot sát thủ. Đó, kệ đi, vậy được rồi, đỡ đỡ rồi anh em ạ. Cũng cũng méo mó có hơn không, mình sẽ cho mọi người xem hai thằng em của mình thử coi đang đến nhiệm vụ gì rồi nha. Em cảm thấy như thế nào sau vài ngày cái mấy ngày ta, 2 ngày nhỉ, 2 ngày 2 ngày cái xe 10 cảm giác như thế nào? Sắp làm trùm xe 10 thôi, sắp làm trùm xe 10, trùm mền, trùm mền dự kiến là bao nhiêu lâu nữa trùm mền xe 10 hiện tại hả? Hiện tại của năm sau. Rồi đây Ạc Long nha mọi người. Ạc Long là hiện tại đang là 88 triệu 9 sức mạnh. Hồi trưa nó có đi cái nhiệm vụ đại võ thuật này chưa xong anh em ạ. Đi không, là hai thằng đi mà một thằng xong một thằng không xong nhỉ, buồn bã thật sự. Buồn bã. Đây mọi người ơi, hiện tại là Long đang nhiệm vụ đại võ thuật này. Vàng có vàng không? Ui có 1 triệu vàng thì tí cho anh đi. Thằng Long nó Ok. cũng nạp 2 triệu đấy anh em nha. Long nó cũng nạp 2 triệu đấy, đang mang con đờ ra. Xem con đờ ra nè. Mang cái găng lông, ủa găng lông em lượm hả? Lượm ra anh. Đù, Tiền bíp đâu bíp mua. bíp bíp. Đù, có cái trang Dra này, Dra hụt máu này. Xin 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 xin. Đó, hiện tại nó vẫn đang đánh quái 12k nhá. Đây là Hạc Long, đó, một trong những thành viên của team mình cày hơi chậm. Có tương lai không? Không biết có tương lai nhưng mà hiện tại chắc chắn có. Thấy hơi toang. Hello mọi người. Chà, khuôn mặt rất tỉnh táo. Hai anh em cày chung với anh Long mà bây giờ thằng này bao nhiêu sức mạnh? 76 triệu, thằng Long là 88 triệu. Mà em xong nhiệm vụ vòng 2 đại võ thuật rồi, Long chưa xong, bây giờ đang đợi đi danh trại hả? Đêm nay đi danh trại sao ta? Đợi Long xong nhiệm vụ đi danh trại. Bây giờ đợi Long xong nhiệm vụ vòng 2 đại võ thuật là cả hai cùng đi danh trại và tiến qua câu lơ thẳng luôn chứ không cần qua mềm mập kia nữa. Đó. Giờ hai thằng đang úp chung này anh em ơi. Đó. Long óc lợn cộng với lại Khanh ngu đó, toàn những cái tên mà đặc sản vùng miền của mình có không đó đấy. Nói chung là hai anh em mình là hiện tại vẫn đang úp nhá, mọi người chơi chơi như anh em mình này. Thằng Khanh thì nói chung là nạp 2 triệu nhưng mà cũng bán cho khách được ít rồi. Mình có bán ngọc xe 10 anh em nhá, có bán ngọc xe 10 qua vé tăng vé nên là anh em không cần phải ký gì hết đó, không mất phí luôn đấy. Mình có bán ngọc xe 10 cho anh em đấy, thì thằng Khanh nó đang úp đó, nó đang úp bên Đông Karin cùng với anh Long, hai thằng đang úp. Nói chung là cứ úp từ từ thôi anh em ạ, không phải vội. Đấy, anh em mình là cứ chơi gọi là chơi từ từ thôi. Chơi chơi giải trí chơi từ từ thôi anh em ạ, không có đua top. Hai anh em của mình thì không có đua top, nó cũng không có quan trọng lắm về cái vấn đề là mình đứng top bao nhiêu, hay là nó cũng không quan trọng lắm về cái vấn đề là mình sẽ đứng top bao nhiêu á, ý là mình sẽ đứng top bao nhiêu nó không quan trọng. Vòng vòng là vòng vòng đó đó. Hai anh em của mình nó chơi vui thôi, nhưng mà hai thằng nạp 4 triệu đó anh em ạ. Nạp 4 triệu nói chung là vừa nạp vừa bán ngọc cho anh em, rồi lại vừa chơi vừa úp luôn. Đó. Thoải mái. Đấy. Nói chung là cứ gọi là phiếu. Ủa, phiếu âm giá đâu ra vậy? À, phiếu âm giá VIP à? À, hôm qua thằng em mình nó có mua con sheo con anh nhá, có đầu tư sheo con được cái phiếu âm giá VIP này. Phiếu âm giá VIP thì chỉ được một ngày thôi anh em nhá. Đấy, đầu tư sheo con.
Long mở kia to lên đi. Mở A là tên tơ. Mọi người bảo làm sao làm màn hình to như thế này. Mở A là tên tơ mọi người nhá. Anh quay qua này. Rồi ok đấy. Chà, Long có một góc nghiêng thần thánh nè. Xịn vờ lờ. Thôi được rồi. Nói chung là cố gắng úp rồi à, chiều nay 5 giờ đi đại võ thuật. Tự tin không? Tí anh cho cái cuồng nộ. Hợp lý. Thôi chào anh em câu coi. Tí lên khóc anh em kêu anh em nhường cho cái nhiệm vụ đại võ thuật chứ. Nhường cái cứt. Giờ thằng nào cũng làm nhiệm vụ kêu nhường. Ôi. Sao mà sắp được. Trời ơi. Giơ tay ra. Đưa ra. Hẹn mọi người ở một cái clip gần nhất nhá. Mọi người ơi, hai thằng em của mình nó cày chậm chậm nhưng mà vui lắm mọi người ạ. Không phải vội vàng gì hết nhá. Nên là mọi người xem clip thì cũng đừng có yêu cầu mình quá vội vàng, quá nhanh chóng nhá. Cái gì mà mình mua được thì mình sẽ mua nha. Còn cái gì cày được mình sẽ cày. Cũng đen lắm anh ạ. Nói chung là tạm biệt tất cả mọi người đã xem clip. Đó, nói chung là vậy thôi. Nói nhiều.